Tiếp nối thành công trên cơ sở hợp tác chiến lược từ năm 2014, câu lạc bộ Manchester City cùng với đối tác duy nhất tại Việt Nam là Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội sẽ triển khai chương trình đào tạo nhà lãnh đạo trẻ cho 40 học viên đến từ các làng trẻ SOS Hà Nội, Hải Phòng và Việt Trì. Câu lạc bộ Man City sẽ cử huấn luyện viên đến Hà Nội để triển khai chương trình đào tạo trong 4 ngày, từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 8 tháng 4 tới. Đào tạo lãnh đạo trẻ là một trong những nội dung đã được ngân hàng SHB và câu lạc bộ Manchester City thống nhất sẽ cùng nhau triển khai. Đây là chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ hướng đến việc sử dụng tình yêu về bóng đá để phát triển năng lực lãnh đạo và kỹ năng huấn luyện bóng đá cộng đồng cho các bạn trẻ tại Việt Nam. Dự kiến, 40 học viên được lựa chọn từ các làng trẻ SOS Hà Nội, Hải Phòng và Việt Trì sẽ được tham gia các lớp học và thực hành trên sân bóng của các huấn luyện viên chuyên gia của Manchester City. Sau đó, 3 học viên xuất sắc nhất sẽ được cử sang Anh học tập.